nhà mến yêu. Ở nhà mến yêu qua màn ảnh nhỏ có thấy trời nó đang lất phất không à? Hôm nay là ngày thứ hai tụi mình có mặt ở Nha Trang ngày Tết. Mà trời giống như dạng áp thấp nhiệt đới nè cả nhà. Nó mây mờ đã ghê không? Giống Đà Lạt ghê không? Hai gì á là mình đi Đà Lạt, mình hưởng cảnh sương mù, không khí lạnh, thì bây giờ là Nha Trang kết hợp luôn, quá đã. Vừa biển vừa lạnh, nó vừa sương mù, quá sung sướng luôn. Biển tiên. Bây giờ là gia đình mình đang đi về cái hướng mà bãi biển Dốc Lết ở Ninh Hòa này cả nhà. Không biết là có bởi biển Dốc Lết là cái thời tiết nó thay đổi về trưa về chiều không. Buổi sáng hôm qua thì trời nó cũng u giống vậy, nhưng mà về buổi chiều thì trời rất là đẹp. Có thể là ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua. Người ta đang bán buôn cái gì nghe mùi bốc ra. Khu này là cũng còn du lịch nè, ta khách du lịch ta đi ra nè. Giờ mình đang đi hướng về khu cái đường đèo hướng về Dốc Lết rất là đẹp, chút nữa mình sẽ quay tiếp nha. Mình đang tới cái khu vực đường đèo nè cả nhà thân yêu ơi. Ở đây có cái khu bá ơi lạnh quá. Có hoa giấy mọc trên lên trên núi luôn, quá đẹp. Trời ơi, tôi đang ở Nha Trang chứ tôi không có Đà Lạt. Đà Lạt cách tôi tới trăm mấy cây số, trăm bốn cây số lận. Không khí lạnh của Đà Lạt nó ùa về Nha Trang. Không biết có cảnh đẹp hiện ra chưa. Chạy thêm vài con đèo coi cảnh đẹp hiện ra chưa. Resort ở khúc này, resort hướng biển, ngắm biển. Rồi resort không à, từ từ. Chắc cảnh đẹp ở khúc kia. Ở đây là núi nè cả nhà. Một bên núi, bên biển là từ lúc mà tụi mình đi từ Bình Thuận ra Ninh Thuận rồi ra tới Khánh Hòa là đường mà đi theo cái đường mà ven biển đồ á là toàn là bên núi một bên biển rất là đẹp. Mà bữa giờ đi là trời nắng biển lấp lánh nhìn rất là đã luôn. Nay là màu biển thì có thể là nó hơi tối tối tại vì mây quá nhiều. Rồi tụi mình ra tới khúc đèo rồi cả nhà ơi. Đó, quá mát luôn. Trăng thanh gió mát, đèo còn dốc uốn lượn. Ôi qua màn ảnh cả nhà có thấy cái sự đẹp gợi cảm của cái con đèo này. Đặc biệt là bây giờ là đèn này ban đêm đã có đèn á. Hồi xưa là mà gia đình mình đi là chưa có gắn đèn luôn. Đó, đợt mình ở đây chụp hình nè, gia đình đứng gần xe lại chụp hình. Rồi lạnh quá, lạnh quá. Tắt camera, lạnh quá. Bạn trẻ là lừa cái góc mà sống ảo chiều view này là đứng check in nè. Hồi đó gia đình mình cũng đứng đây nè. Rồi một màu biển đó, cả nhà thấy không, ta đang đứng quay phim chụp hình đó. Gió thổi vậy không biết vô micro nó có bị tiếng gió không. Chuyến hành trình đi qua Dốc Lết. Ôi ta bán đồ à, ống bạc nó bay. Bán cà phê, bán dừa. Địa điểm dừng chân uống cà phê ngắm thành phố Nha Trang. Tiếp tục cái cung đường đèo uống lượn nè cả nhà, quá đẹp luôn. Phía xa xa núi non trùng điệp, cái hòn đảo gì ngoài đó đó. Ngoài đó là nguyên một cái dãy đảo á nha. Bắt đầu đi tiếp. Mình tiếp tục đi cái con đường mà bây giờ là vắng quá, vắng luôn cả nhà ơi. Cảnh đẹp,
sau đường anh sao mà đường vắng que à. Nè mời cả nhà xem ở phía sau. Phía sau vắng que. Bao đường. Ngắm cảnh quá đẹp. Con đường này đã mở đường lớn hồi đó, mình nhớ cái đường nó cũng không có lớn mấy ta. Giờ mở là 4 làn đường luôn. Tha hồ mà chạy. Cảnh đẹp quá. Đúng không? Cả nhà thân yêu có thấy đúng vậy không ạ? À? Tới một cái khúc cua nào nữa kìa. Một Ninja Lead mới vừa mà chạy qua một cách mà giống như là thần gió vậy. Đó, phía xa xa đó cả nhà. Biển không à. Biển đó, giống như là mình đang ở dưới biển nha. Mình thấy đó mà đó ở dưới cái biển luôn. Quá đẹp. Đó, lại là những khúc cua uốn lượn qua những cung đường đèo tuyệt đẹp. Ở phía bên này cảnh rất là đẹp luôn cả nhà. Núi non hùng vĩ, mây và núi chạm nhau. Bầu trời hôm nay nhiều mây để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được là mây và núi giao thoa lại với nhau đó cả nhà. Nhìn xa đó cả nhà thấy không? Không bự lên chút xíu. Quá đẹp. Hello cả nhà mến yêu. Bây giờ mình đang đi về cái hướng Dốc Lết nè cả nhà ơi. Còn ở 20 cây số nữa. Trên đường này là đường quốc lộ 1A. Đó, hôm nay là ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán 2024. Ra đường thấy người ta cũng đi chúc Tết, người ta đi chơi rồi. Thấy cũng rất là đông. Hôm nay trời rất là mát luôn, thích hợp để đi xa. Trời vậy là đi không có sợ nắng. Đường vào họ đá quốc mơ. Đó, khu vực này là núi non trùng điệp luôn nè các nhà thân yêu. Ở trên thì mây mù giăng lối, còn ở dưới xe máy thì chạy bang bang. Bên đây là các ruộng, không biết ruộng gì, cái ruộng tôm ha, ruộng muối hả. Sao chạy chậm lại à? Cả nhà mến yêu ơi, coi mây núi nè, quá đẹp luôn. Ôi mưa nữa rồi, không biết qua video có thấy mưa bay không cả nhà. Xe chạy nè, chạy nghe mà mình đang hứng mưa rồi. Xin chào cả nhà mến yêu. Bây giờ gia đình mình đang có mặt ở ngã ba Dốc Lết nè cả nhà. Hướng ngoài kia là cái ngã ba là quốc lộ 1A đó. Còn cái đường này là cắt đi vô là hướng biển Dốc Lết này cả nhà thân yêu. Gia đình mình đang đứng nghỉ chân ở cái khu vực gọi là quá trời quá sức là đẹp luôn. Gia đình mình chống xe đang ngồi chơi đùa ở bên kia kìa cả nhà. Phía sau gia đình mình là một cái ngọn núi quá sức đẹp luôn. Ở trên là mây thì bồng bềnh hết sức là lôi cuốn. Bây giờ mình sẽ đi qua để tiếp tục review đó. Con mình nó giờ nó nằm ngủ riết, anh lên xe đã ngủ. Còn vợ mình thì là gọi là tay lấy lụa. Ở dưới đây là cánh đồng xanh mướt luôn. Trời ơi là trời. Quá trời đẹp, quá trời xuất sắc. Đó. Giờ mình đi cái đường này mình đi vô núi. Cho tôi đi vô núi với thần núi ơi. Cánh đồng lúa mới vừa trồng xanh mướt. Chắc qua Tết là sẽ là mọc bông. Ai có đi không? Dùng xe luôn đây. Gia đình mình giờ chơi lầy dữ lắm cả nhà. Đẹp quá mà. Đó. Cảnh đồi núi hiện ra giống như là cảnh đồng quê ngay gần bờ biển. Mà ở đây mà ruộng lúa xanh mướt luôn.
ở phía xa xa kia là cũng núi mây không, nhìn nó mướt con mắt luôn cả nhà thân yêu. Cái này là đem liệu bạc hay là đem tấm bạc ra đây ngồi nè. À mày, đem tấm bạc ra đây ngồi nè, đem đồ ăn ra ăn. Ngồi qua đây nè cả nhà, ăn uống ngắm cảnh là quá sức tưởng tượng luôn rồi nè. À, ngồi đây đã luôn nè. Đúng không cả nhà thân yêu? Trời ơi, gió thổi lất phất lất phất. Nãy giờ mình đi mấy bước mình đã vô sâu rồi. Đó, xe mình ở ngoài đó. Giờ mình đang coi xe ở ngoài. Con mình đi theo. Mua gì con? Mua đồ ăn. Mua đồ ăn vô đây ngồi hả? Ok. Trời, đã quá trời đã. Quang cảnh quá xuất sắc rồi cả nhà. Việt Nam quê hương ta, quá trời cảnh đẹp. Đi đâu cũng đồi núi chập trùng, mây bay lất phất. Cái đám mây đó làm như là nó đang hút mây, nó đang hút năng lượng ấy rồi. Đó, quang cảnh đẹp ghê không? Khác gì là cái cảnh tượng ở núi Bà Đen. Đẹp quá đẹp, mình đứng mình quay im một chỗ tham láp luôn nè cả nhà. Ở dưới thì đồng lúa bay lất phất lơ phơ, đã quá trời đã. Cánh cò bay lả bay la ở xa xa nữa. Xuất sắc quá trời xuất sắc rồi. Đẹp quá, chịu hết nổi rồi. À, đẹp quá. Xin lỗi cả nhà, đã thét lên. Không kìm nén được. Quá trời đẹp. Ồ, ba nói vậy ha.